chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hiện nay Lục Thành đang có mặt tại lễ hội Quang Trung thuộc xã Quang Trung, Trùng Khánh, Cao Bằng. Trước đây là xã Quang Trung, Trà Lĩnh, Cao Bằng, nhưng mà sau khi huyện Trà Lĩnh gộp với huyện Trùng Khánh thì lấy tên chung là xã Quang Trung, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng các bạn nhé. Đó, thì hôm nay Thành đưa những người bạn của Thành ở dưới Hà Nội lên, và có một người bạn ở bên Đức sang đến chơi ở lễ hội này. Đó, người bạn ở bên Đức tên là Daniel, đấy, ở đây này. Còn đây là người yêu của bạn đấy. Đó, và có hai ba người bạn của Thành cơ. Đó, ở đây đang có lợn quay. Người bạn của Thành ở đây. Đó. Ở trong quán này, quán ăn này có rất là nhiều thanh niên đang ngồi uống nước ở đây. Đây là cái khu vực gọi là chuẩn bị đi vào lễ hội thôi. Đấy, được trang trí rất là đẹp. Đấy. Đó. Hai bên lề đường có lợn quay, có đồ ăn nhanh, nước uống, quán nước, quán đồ ăn nhanh. Đấy, quay rất là ngon đấy. Rồi. Thế rồi. Ngon đấy, bản kê túi lấy túi là cái nào màu? Tạm ngỏ mấy cán có ra cả hàng này đầy hái bơ. Người quen các bạn ạ, một ông chủ chuyên quay lợn. Người ở bên Án Lai, quê Phúc Sen. Quay gần nhà, ngày nào cũng quay gần nhà, và những ngày hội hoặc là chợ phiên thì ông chủ này hay đi bán khắp các chợ phiên này. Quay trực tiếp đây luôn các bạn nhé. Đó, lợn ngon, lợn chuẩn, lợn đen. Đó, đây này, quay trực tiếp tại lễ hội luôn. Đó. Đấy, nhiệt độ rất là cao. Thành vào gần và tạo rất là nóng. Đó, hệ thống máy quay đây này, quay bán tự động. Đó, đây. Rồi đi chơi hội nhá. Người bạn của Thành nhá, đã đi được một đoạn rồi. Đó, bên này có lần quay này. Dạ, tí quay đi lại là quay tiếp nhá. Đó, rồi. Đang tìm hiểu về món là món chè Cao Bằng. Người bạn tên là Daniel, đến từ bên đất nước Đức, nước Đức, nói được một chút tiếng Việt. Như chè anh bán bao nhiêu một cốc vậy? Em bán 10.000 đấy. 10.000 một cốc. Thạch này là thạch đen ở bên Thạch An đấy nhỉ? Thạch đen. Cái thạch đen đấy. Em bán hàng ở đây. Đó. Trung tâm lễ hội là ở khu vực nào thôi nhỉ? Các cô, các chú? Ở bên trong này cháu? Đấy là khu vực kiểu như sân vận động hay sao nhỉ? Đây là sân vận động của xã rồi, là tổ chức ở đấy luôn mà. Còn chợ phiên ở bên này phải không? Đấy, đấy. Chợ phiên ở ngay đây nhỉ? Dạ. Vừa rồi cháu vào chợ phiên rồi nhưng mà chưa vào hội. Hôm nay là ngày chợ luôn ạ? Ngày chợ. Tức là ngày chợ ở đây diễn ra vào ngày 8 à? Ngày 8. Ngày 8, ngày 3. Ngày 8, 3 nhỉ? Ngày 8, ngày 3 âm lịch.
hàng tháng. Chưa được em đi. Đây. Đó, đây là con đường đi vào bên trong hội nhá, cổng lễ hội bây giờ. Đấy. Thành đi theo những người khách của Thành đó. Vừa đi vừa chơi, khám phá, tìm hiểu, chia sẻ với mọi người. Ừ. Đang thử ăn chè. Đó. Hai người bạn đang thử chè. Tí quay lại thôi, tí quay lại ăn xong. Vâng, đi dạo một chút đã, đi chơi đã. Đây là các cô là người Tày, không nhầm, người Tày, người Nùng nữa các bạn ơi. Đây lại, đây lại ơ, cô à. Đây lại ơ. Tày, người Tày hay người Nùng ấy, cái người Tày. Người Nùng, tức là Nùng thì có nhiều Nùng ấy, anh hay nhầm. Nhưng mà đây là trang phục người Tày thôi. Là cửa hàng bán thịt lợn quay. Đó. Đấy, các cô ăn mặc rất là đẹp. Các cô là người Tày không ạ cô? À, người Tày đấy. Dạ. Đó. Ở đây có một nhánh đường như là ra ngoài thành phố. Và phía đằng sau thành là đi đi sang huyện Trùng Khánh. Đấy, ở trước cổng có lực lượng an ninh đang bảo vệ túc trực ở đây này. Đó. Đó, đây là hình ảnh toàn bộ phía bên trong lễ hội. Đấy, xa xa ngoài kia là khu vực sân khấu đang diễn ra chương trình ca nhạc văn nghệ. Còn phía bên phải này là những gian hàng của các bản làng, các xóm, các thôn bản đấy các bạn ạ. Đang được trưng bày ở đây. Đấy, còn phía bên tay phải đây là khu vực bán đồ ăn. Có cả thư viện, sách đọc của đây này, đọc sách này, thư viện lưu động này của bên thư viện tỉnh Cao Bằng vào đây gọi là trưng bày thì phải. Đó, đồ ăn thức uống. Đó. Thầy xin phép nhắc lại, đây là một cái lễ hội cấp xã rồi, rất là bé thôi nên không khí chưa được gọi là nhộn nhịp lắm. Quả này ăn hơi chua chua Yến nhá. Nó ăn thử được thương cô. Quả rừng mà mọc tự nhiên. Đấy. Còn là mát khuấy ấy, mát ủi gì đấy. Dạ. Đấy, họ mời ăn thoải mái. Dạ. À, chám rừng. Dạ. Mày nấu canh chua ấy đúng không em? Ừ, đúng rồi. Nấu canh tốt. Mát cuối á. Là chua. À. Anh thấy chua quá. Cô đây là xóm mà Lũng Lạn cô nhỉ? À. Đây gặp một anh phóng viên đang lên báo đài phát thanh truyền hình cả nước. Anh phóng viên đây ạ. Biết là ai lủng hơn ai. Anh phóng viên này, anh phóng viên này quay em đi để cho em nổi như cồn nào. Mình là một người ca sĩ giọng cố lên rồi, bữa nay ra Cao Bằng giọng cố hát nhạc keo rất là hay. Về ở bên tay mình mà hát keo hay thì không có nhiều. Hay à. Các bạn ơi, Tài sẽ đi dạo một vòng nhé để quay phim chia sẻ được với các bạn về những sản phẩm, sản vật của bà con xã Quang Trung, của tất cả các bản làng luôn. Đầu tiên là xóm Lũng Lạn chú nhỉ? À, xóm Lũng Lạn.
Chú chia sẻ cho một chút nhé, những cái sản phẩm, sản vật mà xã mình có nhá, để chia sẻ với mọi người đây mà. Cháu làm kênh YouTube Cao Bằng quê hương tôi ấy. Đó, đi qua anh ạ, vào đây. Thì em xin giới thiệu. Dạ. Đây là những sản phẩm của xóm bạn em. Dạ. Như là xóm em sẽ có những con gà, dạ, xóm của em sẽ tự nuôi, và những con vịt. Gà vịt. Vịt cỏ bên xóm em ấy. Vịt cỏ đấy. Rất là, cái này rất là sạch và chỉ ăn rất là ngon ngọt luôn. Rất là ngon ngọt. Dạ. Đấy, và là con thóc thôi. Dạ, dạ. Bây giờ là tinh an. Dạ. Dạ. Đây, mình... tiếng Tây mình gọi là quả gì ạ? Quả mát gì ạ? Tiếng Tây gọi là quả mắc cuối. Mắc cuối, đúng không? Cái này là mọc tự nhiên trên rừng đấy. Tự nhiên trên rừng. Ở xóm em có rất là nhiều. Dạ. Còn này lấy về, thứ nhất là lấy về làm siro. Dạ. Xong là bắt đầu pha với rượu này, ăn cũng rất là ngọt và ngon. À. Và ngâm xong mình lấy ướp với cá này. À. Khó với cá thì ăn cũng rất là ngon nhá. Đấy. Dạ, vì nó hơi chua chua mà nhỉ? Nó hơi chua chua. Dạ. Đấy, nó rất là ngọt, ngon. Dạ. Đấy. Dạ. Còn đây là những bí. Quả bí. Dạ, bí. Bí thì là bí bà con tự trồng thôi. Dạ. Đấy, nhưng mà nó có hai loại bí nhá. Dạ. Nó là hai loại bí, thì cái này là bí nó bí này là bí bí gọi là bí nếp ấy. Bí nếp ngọt hơn ăn mà thái trong xào với tỏi già ấy, nó rất là ngon. Dạ, dạ. Nhưng mà này là lạc. Dạ. Nghệ gừng. Dạ. Đấy, những cái đố này cũng của bà con với bà con tất cả bà con vùng nông thôn ở Cao Bằng đi thôi. Dạ, cũng biết. Vâng ạ. Đấy, những quả này tây, là đu đủng. Vâng, khoai tây cũng được trồng. Dạ. Đấy. Nhưng mà thứ nhất là xóm em có đặc sản những cái là khoai lang. À, khoai lang ạ. Khoai lang ở xóm em rất là ngọt nhá. À. Đấy, đến mùa này vẫn còn giữ được. Nó là do bà con bảo quản đấy. Nó rất là đẹp. Dạ. Thì bây giờ đi luộc nó có to rồi nhỉ. Ta có mật ở trong rồi. À. Nó rất là ngọt và ngon. Dạ. Đấy. Dạ. Còn cái này thì là cái rau này thì như anh ấy nhìn nó như thế thôi nhé, mà nó có con sâu nó ăn rất là nhiều. Dạ. Thì mình không phun. Dạ. Thì cái này mà đập làm canh hoặc là xào nó rất là ngon. Dạ. Nó không. Dạ. Có mùi thuốc sâu gì cả. À, nó ngon. Dạ. Là rau ngót cũng bà con cũng từ lấy về cắm rau ngót đấy. Dạ, dạ. Đấy, rau. Dạ. Bí. Dạ. Còn như, cái này thì bà con là hoa chuối. Hoa chuối thì cũng. Dạ. Của bà con cũng từ trồng. Dạ. Cái chuối cũng có hoa. Dạ. Đây, có chuối. Dạ. Đấy, còn bắp cải. Ngoài ra còn cây cẩm nhỉ? Đây à. Cây này cây làm xôi ấy, xôi tím ấy. Vâng, cái lá cẩm ấy, phải không ạ? Như tiếng kinh tiếng Tây là cây chẩm tré rồi đấy. Tiếng Tây gọi là cây chẩm tré. Phải không ạ? Cái này nó sẽ lấy để ngâm với cả nếp, nó sẽ tạo ra những cái bánh. Những cái bánh này phải không ạ? Có cái màu màu tím này ấy, đúng không ạ? Đấy. Đó. Ngoài ra là còn có thêm rau ngót rừng. Đây là rau ngót rừng. Ăn rất là ngọt luôn. Đấy, con cây này là màu tự nhiên thân gỗ. Vâng, rất là đẹp. Đấy. Còn này rau ngót này còn là nó có dây. Rau này cũng gọi là ngót rừng phải không ạ? Nó ngót rừng nhưng mà có loại dây. Dây leo. Loại này là thân cây, gỗ. Thân gỗ. Dạ. Đấy. Vâng, đó. Còn đây là lá lốt. Dạ. Lá lốt thì vậy. Như bà con cũng đã biết. Dạ. Cây lá lốt thì gì? Còn quả này gọi là quả gì nhỉ? Phi pha. Tiếng Tây gọi là phi pha. Các bạn này phi pha, tiếng phổ thông thành chưa biết là gọi là quả gì. Thì chắc là tiếng phổ thông gọi là phi pha thôi. Không, ở bên bên cái gì mà chỉ ở trên Cao Bằng bên Úc hay là bên Canada ấy, cháu thấy họ gọi quả gì, người Việt kiểu mình học bên đây gọi là quả gì, ít quả này luôn. Dạ. Phi pha. Tiếng Tây nùng là phi pha. Đó. 3k một chùm, nó rất là rẻ luôn. Đó. 3k là một chùm thôi. Dạ, dạ, đấy. Dạ. Cây cũng mọc tự nhiên mà bà con chăm sóc thì có rất nhiều. À. Nhưng mà cái hiện tại là cái sản phẩm nó có nhưng mà cũng gọi là bán mỗi chùm nó chỉ là 3.000 bạc. Dạ. 3.000 đồng rất là rẻ thôi. Dạ. Trưng bày thôi. Dạ. Để trưng bày xong là nếu bán được cũng được bán. Dạ, dạ, vâng. Ngoài ra những sản phẩm tiếp theo là quen thuộc về gạo này, đỗ tương này, xong lạc này, các thứ có hết nhỉ? Ừ, nhưng có xôi ngũ sắc gì đấy. Còn những cái món khô khô kia. Dạ. Nó cũng là một món đặc sản, đó là cái củ cải mình thái mỏng xong là phơi nắng khô. Cái này mình lấy về mình lại nấu. Nấu xong bắt đầu là củ cải khô đúng không? Củ cải khô. Tươi mình lại thái xong là phơi khô. Dạ. Xong bắt đầu phơi tự nhiên nấu lại. Dạ, dạ. Xong thả xương này và rất là ngon. Dạ. Đấy. À, cháu thấy là món xôi có nhiều màu sắc, chú gọi là giới thiệu cho cháu một chút nhá. Dạ. Chào tổ chức thi à, thi chấm điểm à, chấm nhá nhỉ chú nhỉ, chấm điểm chưa, trưng bày cái thứ cái gian hàng ấy, chấm rồi ăn quay đây đây. Rồi các bạn ơi, đây có một món xôi. Xin giới thiệu những cái món xôi. Dạ. Ông và quê hương Cao Bằng của em đấy. Dạ, dạ. Nhất cái này bằng lá sâu. Lá sâu này. Đấy, lấy về giá
xong bắt đầu dùng nước để ngâm, xong bắt đầu ngâm với gạo, xong bắt đầu nấu ra nó thành đen như thế. Dạ, ăn cái bùi nó rất là thơm ngon. Vâng. Đấy. Lá sâu sâu là một loại cây cây mọc tự nhiên trên rừng các bạn nhá. Vâng, cây mọc sâu sâu lấy lá về gọi là giã, xong là ngâm nước, vắt lấy nước, ngâm với gạo, xong mấy đun lên cái màu đen lên này. Đấy. Dạ sạch. Dạ. Còn đây là vàng làm cây lá cẩm nhỉ? Màu tím này. Đây là lá cẩm. Dạ. Màu vàng này là lá hoa phón à? Đâu? Đây là nghệ. À nghệ à? Nghệ. Đấy, đây là nghệ. Nghệ mình trồng ấy, xong lấy nước để ngâm cái gạo. Dạ. Tạo ra được cái món xôi nghệ vàng. Vâng. Đấy. Còn màu gì nhỉ? Màu xanh nhạt này là hoa biếc ạ. Màu hoa biếc á? Đấy. Là thế. Đây là cam. Hết tất cả màu như nhỉ? Màu trắng thì tự nhiên rồi. Cần màu này. Đấy. Một rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn. Là rồi. Em sẽ mời anh thưởng thức một miếng xem lá sâu sâu rất thơm không? Lá sâu sâu các bạn nhá. Thì là cây này rất là thơm. Anh người vào mũi tôi biết rồi đấy, rất thơm. Thơm thơm mùi cây rừng các bạn ạ. Đấy. Đúng rồi. Rất thơm. Thơm mùi lá rừng. Mùi bùi là thơm ấy, rất là thơm luôn. Cái đặc sản cái bánh là nó cũng từ những cái lá này thôi, rồi sau là mình lấy giá, sau là mình gói thành bánh. Bánh. Rồi bánh dày đấy ạ. Bánh dày. Sau là mình cũng tẩm tất là những cái lá mà mình bọc tự nhiên ấy. Thành cái bánh như này. À. Mình giá cho mình quấn nắn nữa. Vâng, rất là sáng tạo nhỉ. Rồi. Cảm ơn anh nhiều nhá, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng. Đó, anh giới thiệu này là các cô chị trong đúng là làm nhá. Dạ vâng.